Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Moscow đã quyết định giảm giới hạn nhân viên các tổ chức của Đức ở Nga xuống còn 350 người. Việc này sẽ buộc hàng trăm người Đức phải rời Nga trước tháng 6. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm cách giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong thập niên 1960 và 1970. Đài Loan phát hiện 33 máy bay và 10 tàu quân sự của Trung Quốc ở gần hòn đảo này trong vòng 24 giờ qua. Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố cho hay, các quan hệ với Anh là biện pháp rất cực đoan, nhưng không thể loại trừ do sự dính líu của London vào xung đột Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Hàng trăm người Đức sắp phải rời Nga. Tờ Süddeutsche Zeitung của Đức ngày 27 tháng 5 đưa tin Moscow đã quyết định giảm giới hạn nhân viên các tổ chức của Đức ở Nga xuống còn 350 người. Việc này sẽ buộc hàng trăm người Đức phải rời Nga trước tháng 6. Danh sách các công dân Đức phải rời khỏi Nga bao gồm các nhà ngoại giao, giáo viên, nhân viên của Viện Goethe. Theo tờ báo, Nga tin rằng chính phủ Đức đã gửi gấp đôi số nhân viên đến Nga so với Nga gửi đến Đức. Do đó, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định giảm số lượng nhân viên còn lại của các cơ quan và tổ chức văn hóa của Đức xuống còn khoảng 350 người để đáp trả việc Berlin trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Giới hạn này, do Nga đặt ra bắt đầu từ tháng 6, sẽ yêu cầu cắt giảm nhân sự mạnh trong tất cả các lĩnh vực hiện diện của chúng tôi ở Nga, Bộ Ngoại giao Đức nói với tờ báo. Phía Nga chưa công khai bình luận về thông tin này. Hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ đáp trả việc Đức trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga. Giới chức Đức đã quyết định trục xuất hàng loạt nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga tại Đức. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động của Berlin, tiếp tục làm xói mòn quan hệ Nga-Đức, bộ này cho biết. Thủ tướng KISSIDA, tôi sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un vô điều kiện. Ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để tìm cách giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1960 và 1970. Phát biểu tại một sự kiện về vấn đề này ở Tokyo, ông Kishida cho biết, tôi sẵn sàng gặp trực tiếp ông Kim Jong-un một cách vô điều kiện. Năm 2002, Bình Nhưỡng đã thừa nhận bắt cóc 13 công dân Nhật Bản cách đây nhiều thập kỷ. 5 người trong số đó cùng gia đình họ đã được trở về Nhật Bản, cho biết những người khác đã qua đời. Tuy nhiên, Tokyo tin rằng 17 công dân Nhật Bản đang bị bắt cóc và tiếp tục điều tra số phận của những người vẫn chưa trở về. Thủ tướng Kishida từng cam kết xây dựng mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Phía Triều Tiên nhiều lần khẳng định vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ vốn đã được giải quyết. Đài Loan phát hiện 33 máy bay, 10 tàu quân sự Trung Quốc áp sát hòn đảo. Trong vòng 24 giờ qua, tính đến 6 giờ sáng nay, chúng tôi phát hiện tổng cộng 33 máy bay quân sự và 10 tàu hải quân của Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát tình hình, Sputnik dẫn thông cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 27 tháng 5 cho hay. Thông cáo cho biết thêm, trong số đó, 12 máy bay bị phát hiện đi vào vùng nhận diện phòng không ở Đông Nam và Tây Nam đảo Đài Loan. Các máy bay này gồm Su-30, J-10, J-16, máy bay vận tải Y-8, máy bay không người lái WZ-7, trực thăng Z-9. Tình hình eo biển Đài Loan luôn có xu hướng leo thang căng thẳng gần đây. Khi Trung Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh hòn đảo, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Nga dọa cắt quan hệ ngoại giao với Anh. Chúng tôi biết rõ những nỗ lực của London nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga ngày 26 tháng 5 ra tuyên bố cho hay, cắt quan hệ với Anh là biện pháp rất cực đoan, nhưng không thể loại trừ do sự dính líu của London vào xung đột Ukraine. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi báo Mỹ. Wall Street Journal tuần trước đưa tin lực lượng đặc nhiệm Anh đang hoạt động rất gần chiến tuyến Ukraine và có ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga, dù họ không trực tiếp tham chiến. Sự hỗ trợ của Anh bao gồm cung cấp khí tài sản xuất trong và ngoài nước cho Ukraine, huấn luyện quân đội Ukraine ở Anh và châu Âu, chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ tư vấn và có khả năng tham gia lên kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay. Bộ này cũng nhấn mạnh Nga không loại trừ khả năng Anh tham gia lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga, trong đó có cung cấp thông tin tình báo. Nga đã triệu đại sứ Anh tại Moscow, Deborah Bronner vào năm ngoái, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các tàu Nga ở cảng Sevastopol, Crimea. Nga tuyên bố, kiên quyết phản đối việc chuyên gia quân sự Anh tham gia tích cực vào huấn luyện, hỗ trợ các đơn vị đặc nhiệm Ukraine, trong đó có thực hiện hoạt động phá hoại trên biển. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Moscow có quyền đáp trả hành vi như vậy của Anh tại thời điểm và địa điểm do họ lựa chọn, đồng thời khẳng định, mọi trách nhiệm đối với hậu quả từ các hoạt động phá hoại của London hoàn toàn thuộc về kẻ chủ mưu và thủ phạm của những hành động liều lĩnh đó. Từ khi chiến sự Ukraine bùng phát, Anh là nước cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ. Cho đến nay, Anh đã cam kết hỗ trợ quân sự trị giá $5.6 tỷ,
Anh cùng các đồng minh cũng đang tổ chức chương trình huấn luyện nhằm đào tạo 30.000 quân nhân Ukraine vào cuối năm 2023. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.